Amy bị fan khởi mi cà khịa khi hát live tranh phô liên tục. Thời gian gần đây, Amy hot hơn bao giờ hết khi liên tục cho ra lò hàng loạt bài hit với lượt view khủng. Dân mạng còn gọi cô là bản sao của Khởi Mi vì cả hai đều có chất giọng ngọt ngào trong trèo. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi khi xuất hiện clip Amy hát live không giống như các bản thu audio trước đó. Cụ thể là vừa qua, Amy đã có mặt trình diễn tại một đêm nhạc đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ, Amy xuất hiện với ngoại hình công chúa ngọt ngào cùng những bản hit đã làm nên tên tuổi của mình. Để đảm bảo sự an toàn trong mùa dịch, sự kiện âm nhạc này đã hạn chế số lượng khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời thực hiện quay live stream để khán giả truyền hình có thể xem qua màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, loạt sân khấu của Amy lại nhận về những phản hồi vô cùng tiêu cực từ khán giả, mà vấn đề bắt nguồn từ câu chuyện hát live. Cụ thể, suốt các tiết mục, Amy đã cho thấy sự run rẩy, tranh phô liên tục khi thể hiện những bài hát của chính mình. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng rõ ràng giọng hát live của Amy tại sự kiện này thật sự có vấn đề. Đặc biệt là câu điệp khúc, đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ, khi cô nàng vừa phải hát, vừa thực hiện vũ đạo, khiến giọng hát không thể lên cao. Nhiều người không khỏi hoảng hốt và dành nhiều lời chỉ trích về màn hát live này. Hát gì như kể chuyện ma nghe sợ quá. Ai gọi xe cấp cứu cho Amy đi, hình như đang thiếu oxy thì phải. Bên cạnh những bình luận chê bai, câu chuyện Amy từng được so sánh với Khởi Mi cũng được khơi lại. Theo đó, fan Khởi Mi không giấu được sự hả hê trước màn thể hiện này của Amy. Rất nhiều bình luận cho rằng giọng ca em bé không có cửa để đặt lên bàn cân với đàn chị. Hát cứ giật cục, tiếng được tiếng không còn thua cả Chipu thế này mà còn được so sánh với Khởi Mi sao? Đây không phải lần đầu tiên Amy gây tranh cãi bởi khả năng hát lai yếu, nhiều tranh phô của mình. Trước đó, trong chương trình We Choice 2020, màn trình diễn của cô được nhận xét còn nhiều thiếu sót, giọng hát không nội lực, mất chữ quá nhiều. Khán giả cho rằng màn kết hợp của Amy và Hoàng Dũng khi hát live đã để lộ nhiều khuyết điểm. Một số bình luận bênh vực cho rằng ban đầu bài hát nữ ca sĩ thể hiện chưa tốt dẫn đến Hoàng Dũng cũng bị lệch tông theo. Là tân binh khủng long cực kỳ sáng giá của showbiz Việt, khán giả dành sự quan tâm không nhỏ đến Amy. Bên cạnh những màn trình diễn gây ấn tượng, phong cách đáng yêu đặc trưng, netizen cũng khá khó soi khuyết điểm của Amy vì nữ ca sĩ lẫn công ty chủ quản đều vô cùng chỉn chu, nghiêm túc trong mọi sản phẩm, sân khấu biểu diễn. Thế nhưng tuy nhiên, khó không có nghĩa là không có. Trước đó, đoạn clip Amy hát live em bé tại một buổi sao check tổng duyệt bên dưới đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều phản ứng khác nhau với giọng hát live của nữ ca sĩ Anh Nhà ở đâu thế. Dù chỉ là buổi tập diễn, Amy vẫn khoác lên mình trang phục khá cá tính cùng cặp kính râm. Tuy nhiên, từ đoạn clip có thể thấy, có thể vì một lý do nào đấy, Amy đã bắt đầu bài hát bằng giọng hát bị lạc đi hẳn so với beat nhạc, tạo cảm giác khá chơi với. Càng hát, giọng của Amy dường như bị phần beat nhạc át vía, khiến nhiều lúc khán giả không nghe rõ được nữ ca sĩ đang hát những gì. Tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh, đây là đoạn clip được ghi lại tại buổi sao check, không phải đêm diễn chính thức. Việc hát live ở đây chỉ là ở trước mặt ekip Amy, làm quen với dàn âm thanh, vị trí sân khấu, cũng như có điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót. Phía dưới phần bình luận, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã xuất hiện, người bênh kẻ chê Amy với số lượng khá tương đương nhau. Phía bênh vực Amy cho rằng đây hoàn toàn là màn tổng duyệt, sao trách trước sự kiện nên nữ ca sĩ không bắt buộc phải live chuẩn chỉnh như lúc lên sân khấu thật. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng giọng hát live của Amy vẫn ổn, chỉ có điều cô bắt tông lúc mở đầu hơi thấp mà thôi. Nhưng đó mới chính là lý do cần sao trách để có thể điều chỉnh, hát chỉn chu khi trình diễn chính thức.